Tranh thủ khi mà khách người ta chưa đến ấy, thì mình cũng muốn chia sẻ một số điều mà mình nhận được những cái thông tin của các bạn gửi đến hỏi, và có những cái kinh nghiệm mà mình làm trong cái thời gian vừa qua trong khi trị liệu cho các bạn ở nước này, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn nói chung những cái kinh nghiệm quý báu mà mình đã nắm nhận được trong cái thời gian cũng rất ngắn thôi, nhưng mà cũng rất nhiều thông tin phải nói là rất là thấm thía, rất là hay. Chắc cũng có thể là các bạn đã theo dõi mình ở trên Facebook hay trên YouTube, hay là những cái trang web giao thương của mình ấy, thì biết mình là chủ của một cửa hàng ăn đã hơn 20 năm, và năm ngoái vừa rồi 2017 thì mình đã đóng cửa hàng để mình đi theo cái con đường cái nghề nghiệp mà mình cái nghiệp cái nghề mà mình đang yêu thích, mình đang theo đuổi và nó cháy bỏng ở trong trái tim của mình, đó là trị liệu và chữa lành những cái nỗi đau, những cái vết thương ở trong lòng, và kích hoạt cho những cái người khách của mình có thêm niềm tin, có được cái sự tự tin và có được cái sức mạnh trong tiềm thức được kích hoạt lên để có thể giúp đỡ cơ thể mình nhận lại được những cái gì mà nhiều khi mình đã quên, tức là ở phía trong sâu thẳm của mỗi con người đều là có những cái Phật tính. Thì nhiều khi mình quên, mình nhìn nhận mình khác đi qua những cái thay đổi của những năm tháng trong cuộc sống, trong môi trường, trong công việc, trong gia đình, tất cả mọi thứ. Vậy thì nói tóm lại là vì sao mà những cái nguyên nhân của bệnh tật, thì mọi người đến với mình thì mình sẽ giải thích những cái nguyên nhân của bệnh tật, vì sao mà có những cái bệnh ấy phát ra và cách để thay đổi như thế nào. Thì cũng nhận được rất nhiều những cái phản hồi tốt, và mọi người sau những cái lần trị liệu ấy thì đều rất là thoải mái ra về và tự tin ở chính mình, và họ bước đi trên cái con đường của mình một cách chắc chắn hơn, tự tin hơn. Đấy đấy là cái công việc mà hiện nay mình đang làm. Và để trả lời cho cái câu hỏi hôm nay của một số bạn mà mình nhận được trong cái thời gian vừa rồi, tức là khi mà cứ cảm thấy là tại sao cuộc đời của mình khổ thế, tại sao mình có những cái điều bất như ý thế, tại sao người chồng của mình, người con của mình, người chủ của mình, rồi công việc xung quanh mình có những cái điều bất như ý như thế, thì mình làm như thế nào? Chẳng nhẽ mình lại bỏ công việc, mình bỏ chồng, mình đánh chửi con, hay là có những cái phương pháp nào để cho mình thay đổi ngay? Thì theo mình, tức là những cái sự việc xảy ra là nó phản ánh ở trong những cái nội tâm của mình. Và bây giờ thay đổi bằng cách mình cứ quay ra ngoài để mình tìm cách để chống phá lại những cái mà những cái điều bất như ý ấy, thì mình quay vào bên trong mình sửa chữa, mình hàn gắn những cái nỗi đau, những cái vết thương ở trong lòng, những cái tổn thương ở trong lòng của mình bằng cách là nhìn nhận lại những cái cảm xúc của mình, lắng nghe cơ thể của mình và nâng niu những cái cảm xúc đấy, và mình cũng được để cho nó thể hiện. Và rồi thì là khi biết được những điều đấy thì mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ tiêu cực đi thành những cái suy nghĩ tích cực. Ví dụ đơn giản một điều, ví dụ về về con cái của mình. Mình bực mình khi mà nó không theo đúng của ý của mình, thì nhiều khi mình có thể là hò hét kêu la rồi mắng chửi chúng nó, thế nhưng mà bây giờ thôi, mình hãy gửi cái niềm tin, gửi cái suy nghĩ rằng mẹ rất tin tưởng ở con, mẹ tin rằng con sẽ thay đổi, và trước tiên là mẹ sẽ thay đổi những cái suy nghĩ, những cái tiêu cực ở trong lòng mẹ đã.
Rồi ví dụ như là người chồng của mình, tại sao người chồng mình lại bỏ đi theo người khác? Tại sao mà người chồng mình không làm theo những cái ý nghĩ của mình, những cái quyết định của mình như mình muốn, mà mình có thể là những ý định của mình có thể là hay hơn của người ta. Thế nhưng mà rồi lại nghĩ đến cái điều xa xôi hơn nữa là thôi ly dị quách đi cho rồi, rồi lần sau mình sẽ có những cái mình sẽ lấy được những người chồng tốt hơn. Thế nhưng mà nếu mà mình chưa làm, mình chưa thay đổi được những cái suy nghĩ ở bên trong của mình, thì dù có mình đi lấy người chồng 5-10 người chồng nữa đi chăng nữa ấy, thì là cũng không thể thay đổi được. Vậy cho nên là mình quay vào bên trong và mình thay đổi, mình sửa ở bên trong. Vì trước khi mà mình gặp cái người chồng của mình hay gặp cái người cái người chồng của mình thì chắc chắn rằng là người ta có những cái điểm tốt, mà tại sao mình phải yêu, mình phải mình sống với người ta. Thì bây giờ mình phải nhìn nhận được những cái điểm tốt nhất của người ta và đưa những cái sự tin tưởng, niềm tin vào. Em nghĩ rằng là em rất tin tưởng ở anh, và những cái việc của anh làm ấy, thì bởi vì anh đã lớn, anh cũng cũng có đủ, anh cũng biết là anh là người trưởng thành rồi, cho nên anh sẽ nhận được những cái trách nhiệm của anh, những cái gì thuộc về trách nhiệm của anh là anh biết rồi. Và tất cả nó đều là quay theo cái luật nhân quả. Những cái việc gì mình làm ngày hôm nay là những cái việc gì mà xuất hiện ngày hôm nay là kết quả của quá khứ, và những cái việc gì mình đang làm ngày hôm nay thì sẽ là kết quả của tương lai. Vậy thì tại sao ngày hôm nay mình không thay đổi những cái thái độ tiêu cực đi, những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu? Mình làm những cái điều tốt, điều thiện ngày hôm nay, mình nghĩ những điều tốt, điều thiện, mình nói những cái điều tốt, điều thiện, để cho ngày mai nó sẽ là thành những cái nhân quả tốt đẹp ra sao. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hoặc là với những người sếp của mình, người chủ của mình, tại sao người ta lại đối xử với mình như thế? Mọi người cứ đổ cho rằng là đấy là cái nghiệp của tôi, hoặc là đấy là kiếp trước tôi như thế nào thì kiếp này tôi mới bị như thế. Thế nhưng mà thôi, đấy là chỉ là một cái sự an ủi thôi. Nhưng mà mình hãy nhìn lại, nhìn nhận lại mình còn những cái gì vướng mắc ở bên trong, thì mình quay lại bên trong mà mình dùng cái phương pháp Ho'oponopono của Hawaii để tự tẩy rửa những cái chương trình nó đang chạy ở bên trong trong tiềm thức của mình, thì mình xóa những cái chương trình ấy đi. Để cho Bởi vì trong cơ thể của mình 80% là nước. Thế cho nên là khi mình nói những cái lời lẽ tốt đẹp thì tự nhiên trong cơ thể của mình, trong những cái tế bào của mình nó cũng thay đổi đi, và những cái từ bi, những cái tốt đẹp nó sẽ chuyển hóa những cái gì tiêu cực ở trong 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 lòng mình, và dần dần thì những cái điều tốt, những cái điều tích cực, những cái điều mong muốn của mình sẽ đến, mình sẽ nhận nhận lại được. Vậy cho nên là mình hãy hành động thay bằng cứ ngồi suy nghĩ buồn đau khổ, tại sao tôi phải khổ như thế này, rồi lại khóc, càng nghĩ lại càng khóc, lại càng buồn khổ hơn. Chẳng nói đâu xa, nhưng chính bản thân mình cách đây 5 năm, 10 năm về trước cũng vậy thôi. Chỉ vì một cái sự việc mà mình buồn không đúng ý mình, thế là mình cứ nằm mình khóc mà mình gào thét. Mình cứ nghĩ cái nọ xong lại nghĩ ra cái kia, rồi lại nghĩ ra đủ các thứ để ngồi nằm khóc. Nhưng mà cuối cùng chẳng giải quyết được cái gì cả. Thế bây giờ mình nhận thức được cao hơn thì mình sẽ thay đổi những cái suy nghĩ đấy, những cái buồn chán đấy, mình thay đổi bằng nghĩ đến những cái điều tích cực. Những cái điều gì nó toàn vẹn hơn thì nó như là cái gương nó phản chiếu lại. Khi mình nghĩ những cái điều gì tích cực thì mình sẽ nhận được những cái điều tích cực. Đấy là cái bí mật của tiềm thức, và mình cũng nên cố gắng lắng nghe cái chuyện bí mật của tiềm thức, mà mình chỉ dành ra những cái thời gian để mình nghe cái bài này, thì mình sẽ thay đổi và sửa đổi được rất nhiều trong cuộc sống, và mang lại được rất nhiều những kết quả tốt đẹp, hạnh phúc, bình an và hòa bình trong chính nội tâm của mình. Đấy là mình mong muốn các bạn chịu khó lắng nghe cái chuyện đấy rất là hay, và nghe và thực hành, và sẽ thấy rằng niềm vui của mình đến hàng ngày, và những cái niềm vui đến từ bên trong của mình. Và khi mình đã vui vẻ, được bình an, thì những cái ở trong nội tâm mình nó sẽ lan tỏa ra ngoài, mình không phải tìm kiếm ở phía bên ngoài, và hạnh phúc
phúc nó đã đến từ bên trong của mình, và trái tim của mình sẽ rộng mở ra, sẽ lan tỏa ra rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự nhỏ nhỏ của mình. Thế bây giờ mình phải tranh thủ chuẩn bị để đón khách. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Và có những cái gì hỏi để cho mình chia sẻ thì cứ nhắn tin lại cho mình. Mình sẽ tranh thủ thời gian để trả lời cho các bạn. Chúc các bạn một ngày thân tâm thật là an lạc.